Xin chào tất cả quý vị khách hàng. Hôm nay thì Nhân làm khá nhiều video để thứ nhất là Nhân cập nhật hạ tầng, thứ hai là Nhân giới thiệu về những cái sự chuyển mình và những cái cảnh đẹp của dự án Cát Tường Phú Sinh. Thì hôm nay Nhân sẽ tiếp tục làm một cái video để Nhân chia sẻ với tất cả quý vị khách hàng về cái quy trình mà mình từ lúc đặt chỗ cho đến cái lúc mà mình ký hợp đồng nguyên tắc để mình sở hữu những lô đất và những căn nhà phố tuyệt đẹp tại khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh. Rồi, Nhân xin mời mọi người. Đầu tiên thì Nhân xin giới thiệu với tất cả quý khách hàng một cái bước đầu tiên để mình được đặt mua và sở hữu những sản phẩm của đợt 10 Cát Tường Phú Sinh. Thì đầu tiên là Nhân sẽ nói về phiếu giữ chỗ. Phiếu giữ chỗ thì nó cũng những cái điều khoản này khá chung thôi. Thì đầu tiên là bên công ty của Nhân thì gọi tắt là bên A này. Còn bên quý khách thì gọi tắt là bên B. Còn bên đây là chỉ là những thông tin sản phẩm, thì mình đặt những sản phẩm nào thì mình sẽ ghi vào đó. Quan trọng nhất là trong cái phiếu giữ chỗ mình thì nó có một cái nội dung thỏa thuận. Thì khi sản phẩm được công bố chính thức, bên B đồng ý mua thì số tiền trên sẽ chuyển sang đặt cọc, và nếu bên B không đồng ý mua thì bên A, tức là công ty của Nhân, sẽ hoàn trả lại số tiền trên cho tất cả quý vị khách hàng. Thì mỗi một cái đặt chỗ đúng 20 triệu đồng, tức là mình bỏ ra 20 triệu đồng để mình giữ được một lô. Thì mình bỏ ra 20 triệu đồng này tới ngày mở bán chính thức là ngày 30 tháng 9. Thì nếu như quý vị khách hàng mình đồng ý mua thì mình chuyển 20 triệu đồng này từ giữ chỗ sang đặt cọc. Còn nếu như quý khách hàng mình không mua thì mình có thể lấy lại toàn bộ số tiền trên. Và tiếp tục thì Nhân xin giới thiệu cho tất cả quý vị khách hàng mình biết về cái phiếu thu của công ty luôn nha. Trước mắt quý vị khách hàng là phiếu thu của công ty Cát Tường. Thì như lúc nãy là cái phiếu giữ chỗ thì cũng quan trọng, nhưng mà quan trọng nhất là ở chỗ phiếu thu. Ví dụ như là cái phiếu giữ chỗ của mình đó, mà mình ghi đầy đủ hết tất cả những vấn đề rồi nhưng mà không có phiếu thu tiền thì là cũng như không, bằng không. Thì quan trọng nhất là phiếu thu là có một cái mộc của công ty này, thì mọi người thấy nha, cái mộc đỏ của công ty. Thì nó có một cái trường hợp là ví dụ như khách hàng mình xuống tham quan khu Cát Tường Phú Sinh rồi, thì lúc đó nhân viên bên công ty sẽ dẫn quý vị khách hàng về trụ sở để mình hoàn thành những cái thủ tục là giữ chỗ hoặc là mình đặt cọc đó. Thì vào công ty là sẽ là những phiếu trắng, và lúc đó mình khi nào mình đóng tiền xong rồi thì lúc đó mình nạp cho kế toán, thì kế toán sẽ đóng dấu cho mình. Còn những cái trường hợp mà quý vị khách hàng mình đã đi xem Cát Tường Phú Sinh rồi nhưng mà không có thời gian, tức là mình không có thời gian để đi xuống đóng tiền mà lúc đó mình chọn được vị trí, thì có một cách là nhân viên bên công ty, chẳng hạn như Nhân cũng vậy, thì Nhân sẽ đi lên nhà của tất cả quý vị khách hàng thu tiền giữ chỗ của mình, để cho tiện cho tất cả quý vị khách hàng mình. Là cho nên là Nhân mới giới thiệu cho tất cả quý vị khách hàng là cái phiếu thu. Thì cái phiếu thu là rất là quan trọng, bởi vì có phiếu thu tiền và số tiền bao nhiêu đó thì lúc đó mình gửi về công ty, thì công ty mới xác nhận cho mình là thuộc quyền sở hữu ưu tiên số mấy, hoặc là mình đã đóng đặt cọc nền nào hoặc là căn nhà nào. Và bên phiếu thu á, thì bên công ty Cát Tường là công ty cổ phần, cho nên hiện tại là có 5 anh giám đốc, thì chỉ có 5 anh là mới có quyền ký vào những cái dấu mộc của công ty. Thì bữa hổm là có một cái trường hợp cách đây khoảng 2 bữa, có một trường hợp là có một khách hàng thì anh từ trên Sài Gòn anh xuống để chơi thôi, tham quan khu kiều an thế giới, thì anh mới thấy đẹp quá cho nên là anh mới quyết định giữ chỗ luôn. Và hôm đó thì có những bạn nhân viên trực tại dự án, thì anh đóng tiền xong đủ 20 triệu, và lúc đó là anh cũng được ưu tiên 3 thôi. Thì khi anh về đó anh mới suy nghĩ lại tại sao mình đóng 20 triệu, mình đưa cho 20 triệu mà mình chỉ cầm được có một tờ giấy thôi. thì lúc đó là anh mới chụp cái tiếp thu và anh gửi cho Nhân và xem hỏi Nhân là có xác nhận của công ty là anh đã được ưu tiên 3 chưa, và cái phiếu thu này là đúng là của công ty Cát Tường hay không. Thì cái phiếu thu mà như mình thấy này, công ty cổ phần kinh doanh bất động sản Cát Tường ấp 11 xã Minh Nam, Đức Hòa, Long An, và quan trọng nhất là cái mộc của công ty thì ok rồi. Đó, tức là Nhân xin nhấn mạnh lại một lần là ví dụ như khách hàng mình đã đi xem rồi mà bận quá không xuống lại để đóng tiền được thì bên công ty sẽ có nhân viên lên nhà mình thu tiền. Thứ nhất là phiếu dự chỗ, và quan trọng nhất là ở cái phiếu thu mọi người. Đây, như mọi người thấy là đây là một phiếu thu hoàn chỉnh. Còn mình có một cái phần ở dưới đây là dùng cho nhân viên kinh doanh để thu tiền. Phiếu này chỉ có giá trị thu tiền từ 50 triệu trở xuống thôi. Còn ví dụ như những khách hàng mà mình giữ nhiều chỗ hơn ấy, chẳng hạn như 50 chỗ, 10 chỗ thì nó khoảng nó đúng là 200 triệu. Nhưng mà thì bắt buộc phải 4 phiếu thu. Cái này tức là mỗi một phiếu thu là chỉ được 50 triệu thôi nha mọi người. Tiếp theo thì Nhân xin giới thiệu với tất cả quý vị khách hàng phiếu đặt cọc, hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cái này là mình chỉ là hợp đồng mẫu thôi nha mọi người, nhưng mà cũng khá chính xác rồi đó. Thì trong ngày 30 tháng 9 công ty sẽ có một cái hợp đồng cọc chính thức trong ngày mở bán 30 tháng 9. Thì bên đây cũng là giống như bên phiếu dự chỗ, tức là bên tên của công ty và bên khách hàng. Thì ở dưới đây là thông tin sản phẩm nè. Còn mình đặt cọc thì mình đặt cọc 20 triệu. Còn trả thì mình có hai hình thức. Một là mình trả 50% giá trị hợp đồng, hai là mình trả 95% giá trị hợp đồng. Thì bên đây nó có một cái quy định, tức là có một cái quyền lợi cho khách hàng. Nếu bên B, tức là bên khách hàng trả 95% khi ký hợp đồng nguyên tắc sẽ được chiết khấu như sau: nền đất dưới 600 triệu, tức là mình mua từ 600 triệu trở lại được chiết khấu 6 chỉ vàng SCC. Từ 600 triệu tới 1 tỷ đồng sẽ được chiết khấu là 9 chỉ vàng SCC. Từ 1 tỷ đồng trở lên thì chiết khấu cho quý vị khách hàng là 20 chỉ vàng SCC. Tức là nếu như mình thanh toán 95% trong ngày mở bán đó thì mình sẽ được chiết khấu như nãy giờ Nhân đọc ha. Còn nếu như nền đất từ 1 tỷ đồng trở lên, nếu như thanh toán 50% thì vẫn được chiết khấu là 10 chỉ vàng SCC. Tức là nếu như mình trả 95% là được 20 chỉ, còn nếu như trả 50% sẽ được 10 chỉ vàng. Còn trả góp mà nền dưới 1 tỷ trả góp 50% đó thì cái đó trong ngày mở bán chiết khấu từ 2 chỉ tới 5 chỉ, thường thường là mấy đợt trước. Còn đợt 10 này thì bên Nhân vẫn chưa có thông tin, tức là chính thức trong ngày mở bán sẽ có thông tin là trả 50% là chiết khấu 3 chỉ hay 5 chỉ. Tiếp tục là mình đến hợp đồng nguyên tắc cho mọi người. Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đây nó cũng là mới là công ty soạn hợp đồng mẫu với mình thôi. Và chính thức thì ngày 30 tháng 9 cũng sẽ có một hợp đồng chính thức cho mình luôn. Hợp đồng nguyên tắc thì nó cũng giống như ở bên cái phiếu đặt chỗ là ghi là bên B. Xin lỗi bên A, đầu tiên là bên A là bên công ty Cát Tường. Thì tiếp theo là bên B, tức là bên khách hàng, là bên mọi người đó. Thì ở đây mình khi mình ký hợp đồng nguyên tắc thì mình chỉ cần chú ý những cái điểm này thôi, là người đại diện là tên của mình nè, năm sinh, số chứng minh, địa chỉ thường trú, địa chỉ liên hệ, số điện thoại. Thường thường nhiều khi đông khách hàng quá thì những nhân viên sẽ làm nhiều khi là nó bị nhầm đó. Cho nên là chỗ này là mình phải kiểm tra cẩn thận nhất. Nếu như bị nhầm thì sau này mình làm sổ sách này kia đó thì nó rất là khó, rất là phức tạp nha mọi người. Còn những cái điều khoản ở dưới thì tất cả đều là chung chung thôi, nó không có cái gì là quan trọng hết, chỉ là chung thôi. Như ở đây thì mình ghi là mã sản phẩm nè, diện tích nè, rồi giá chuyển nhượng. Còn cái này là mình là hợp đồng nguyên tắc trả 95%. Thì đi công chứng nè, đi công chứng là không đóng tiền nè. Nhận giấy chứng nhận thì 5% còn lại. Thì có những trường hợp thì cũng giống như là Nhân nói bên cái việc mà mình khách hàng mà bận quá đó, không có thời gian mà xuống đây để đóng tiền vô hợp đồng, thì có một cách là lúc trước thì Nhân cũng bán cho những cô khách là ở bên, một cô khách là bên Canada, một cô khách là bên Mỹ, thì đa số 100% các cô thì đều chuyển khoản hết, chuyển khoản vào công ty luôn, thẳng khoản công ty. Thì sau khi chuyển khoản xong thì Nhân sẽ làm cái hợp đồng và Nhân gửi qua cho các cô ký và các cô sẽ gửi hợp đồng về cho Nhân và hoàn thành. Còn ở đây là những điều khoản chung chung hết nha mọi người, không có gì để đáng chú ý hết. Thì cuối cái hợp đồng thì nó có một cái phụ lục cam kết khác, tức là ví dụ như quý vị khách hàng mình muốn phát sinh một cái điều đó thì mình cứ ghi vào đây, thì nếu như công ty chấp nhận thì mình sẽ được đồng ý và được đóng màu của công ty luôn. Còn cái này là hợp đồng đất nha mọi người. Còn nếu như mình hợp đồng nhà thì có kèm theo cả một cái bảng luôn, cái bảng thiết kế nhà, trong đó ví dụ như mình làm cát gì, đá gì, rồi làm mặt vật liệu gì, sơn cái gì, sau đó là có tất cả cho mọi người hết. Rồi mà mọi người tiếp tục luôn nha. Nãy giờ là Nhân chia sẻ cho tất cả quý vị khách hàng rất đầy đủ về cái quy trình từ lúc đặt chỗ cho đến lúc mà mình ký hợp đồng để sở hữu những lô đất nền hoặc là nhà phố tại khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh. Ví dụ như tất cả quý vị khách hàng mình muốn xem lại những video trước của Nhân thì bằng cách là mình sẽ vào kênh YouTube và mình search số điện thoại của Nhân là 0909 117 880. Thì lúc đó tất cả những video của Nhân sẽ hiện lên và lúc đó mình cứ bấm vào mình xem, hoặc là bằng một cách là mình bấm vào nút đăng ký ở dưới màn hình, nút đỏ đỏ trên màn hình đó mọi người. Thì sau này tất cả những video sau của Nhân sẽ hiện lên để thông báo cho tất cả mọi người cùng vào xem. Và tất cả quý vị khách hàng muốn giao dịch những căn nhà phố hoặc là những lô đất nền tại khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh thì tất cả quý vị khách hàng hãy nhấc máy lên và gọi cho Nhân số điện thoại là 0909 117 880. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khách hàng.